chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao trước khi đến với những thông tin quan trọng mời các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay chính thức mẫu u chốt tương lai ten Hag. cú hích rong mẫu u chốt tân minh hè kênh bạc của Eric Ten Hag suýt khiến mẫu u phải trả giá và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem chính thức mẫu u chốt tương lai của ten Hag. trận bán kết 2 trên sân vận động reni man united đã để con vật chi cầm hòa với tỷ số 3-3 sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ ở loạt sút penalty đội chủ sân oxford đã giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, Man United thật sự gây thất vọng. Họ dẫn trước ba bàn sau thi đấu vật vờ trong khoảng 20 phút cuối và đã bị gỡ hòa. Nỗi đá kém thuyết phục của MU đã đặt huấn luyện viên Erik ten Hag vào tình thế đầy áp lực. Tình hình ở Man United lúc này không quan trọng cho Erik ten Hag. Tuy nhiên, thành tích vào chung kết FA Cup mùa này giúp chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan vẫn được đảm bảo ít nhất cho đến cuối mùa giải năm nay. Cụ thể, tờ The Guardian xác nhận công việc của Erik ten Hag vẫn ổn và ban lãnh đạo của MU không có kế hoạch chia tay cựu huấn luyện viên Ajax ở mùa giải này. Sergi Toscani kinh hãi chứng kiến Man United thi đấu trước con chi. Nhưng người đứng đầu tập đoàn Ineos xác định đội bóng vẫn sẽ gắn bó với Erik Ten Hag trong phần còn lại của mùa giải. Ban lãnh đạo hiểu rằng số lượng chấn thương cao mà câu lạc bộ đang phải gánh chịu là một yếu tố khiến mùa giải trở nên tồi tệ. Tuy nhiên vẫn còn phải xem liệu Erik Ten Hag còn tiếp tục nắm quyền sau mùa hè này hay không. Cuối đề dòng mẫu chút tân binh hè. Mùa này cầu thủ sinh năm 1997 đã ra sân tổng cộng 27 trận trên mọi đấu trường của câu lạc bộ xứ Catalan và ghi được hai bàn thắng. Dù quan trọng là vậy nhưng nhiều khả năng Barca vẫn phải bán đầy rong ở kỳ chuyển nhượng hè sắp tới để giải quyết những khó khăn về tài chính lúc này. Theo truyền thông châu Âu, Man United và PSG là hai câu lạc bộ từ lâu đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho tiền vệ 26 tuổi. Tuy nhiên, nguồn tin mới đây từ Sport có thể khiến các cổ động viên của quỷ đỏ vui mừng bởi tờ báo này tiết lộ PSG đã đầu hàng trong thương vụ này. Đội bóng nước Pháp từ lâu đã lọt vào danh sách đen lọt công bằng tài chính của UEFA và dù sẽ giải phóng một khoản tiền lớn trong quỹ nương ở mùa giải sau bởi tiền đạo Kinan Mbappe sẽ ra đi, nhưng nếu đội chủ sân công viên có hoàng tử chưa mộ thành công Victor Osimhen của Napoli nhằm thay thế cho ngôi sao người Pháp, câu lạc bộ thủ đô chắc chắn không thể tiếp tục vung tiền ít nhất 80 triệu euro dành cho đầy rong. Cựu sao Ajax đã trở thành mục tiêu lâu năm của Man United bởi huấn luyện viên Erik ten Hag rất muốn tái ngộ cầu học trò cũ. Mùa hè năm 2022, đội chủ sân Old Trafford đã tiến gần tới chữ ký của đầy rong nhưng bị tiền vệ sinh năm 1997 phớt lờ. Tuy nhiên, Man United dự kiến sẽ tái khởi động thương vụ này ở thị trường chuyển nhượng mùa hè tới. Bên cạnh đó, cơn khủng hoảng của Manchester United ở vị trí trung vệ đang trở nên trầm trọng. Theo ký giả Fabrizio Romano, quỷ đỏ ưu tiên tăng cường nhân sự ở vị trí này, cụ thể Gresson Bremer của Juventus, Jean Gretoribo của Nice, Zara Bronquist của Everton và Antonio Silva của Benfica là mục tiêu của Man United. Như vậy, đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ mang về một tân binh ở hàng thủ trong mùa hè năm 2024. Mourinho ghen tị với những gì Eric Ten Hag có tại MU. Jose Mourinho có 2 năm rưỡi huấn luyện viên Manchester United và ngay trong mùa giải đầu tiên của mình, ông đã giúp Quỷ Đỏ vô địch Karabokov và Eromanic, những chiếc vô địch giải cơn khát danh hiệu mà MU mong chờ suốt nhiều năm. Ông giúp MU cán đích ở ngoài Anh, với vị trí thứ hai trong mùa giải tiếp theo, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Mourinho bị MU sa thải vào tháng 12 năm 2018 khi chưa đầy 3 năm ngồi trên chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Gần đây, vị huấn luyện viên người Bồ đã tiết lộ rằng ông đã trải qua mối quan hệ công việc đầy bế tắc với cựu giám đốc điều hành của Manchester United, Ed Woodward. Điều này được xem là lý do chính khiến ông bị sa thải. Mourinho khẳng định nếu ban lãnh đạo tin tưởng vào ông như cách họ tin tưởng vào huấn luyện viên hiện tại Erik ten Hag, ông có thể đã thành công hơn ở câu lạc bộ. Mourinho nói với Telegraph: "Mối quan hệ cá nhân của tôi với Edward Ed rất tốt. Tuy nhiên, từ góc độ chuyên môn, đó không phải là điều tốt nhất. Tôi là chính mình. Tôi chỉ đơn giản là một người thuộc về bóng đá. Edward Ed đến từ một lĩnh vực khác và những gì ten Hag có được trong thời gian tại Manchester United thì tôi lại không có được nó. Tôi không nhận được sự hỗ trợ như thế. Tôi cũng không có được mức độ tin cậy đó." Vì vậy, tôi đã buồn bã rời đi vì tôi cảm thấy mình đang ở giai đoạn đầu của quá trình. Trong một số khoảnh khắc, tôi cảm thấy nếu họ tin tưởng và trao cho tôi một số cơ hội thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Người đàn ông 61 tuổi tiết nộ, ở Man United thậm chí vẫn còn những cầu thủ mà ông muốn loại bỏ từ 5 đến 6 năm trước, khi mà họ thiếu sự chuyên nghiệp cần thiết để tồn tại ở một đội bóng lớn như quỷ đỏ. Ông nói, có một số cầu thủ vẫn còn lại ở đó, những người tôi không muốn thấy họ kể từ 5 hoặc 6 năm trước. Tôi cho rằng họ đại diện cho một phần nhỏ những người có thái độ không chuyên nghiệp, không phù hợp để đại diện cho một câu lạc bộ lớn như Manchester United. Nhưng tôi đã làm hết khả năng công việc của mình ở đó, thời gian luôn nói lên sự thật ở MU. Jose Mourinho đã bị MU sa thải ngay sau thất bại 1-3 trước Liverpool, khi đó quỷ đỏ đang ngụp nạn ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, cách top 4 tới 11 điểm. Từ đó tới nay, chiếc ghế huấn luyện viên ở Old Trafford đã ba lần thay đổi với Ten Hag là huấn luyện viên thứ 3 phụ trách câu lạc bộ sau Sonsa và Ratanic. Thế nhưng dù đã gần 6 năm trôi qua, nếu tính từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Jose Mourinho vẫn đang là huấn luyện viên mang về nhiều danh hiệu nhất cho Manchester United với hai lần ngôi vương tại Carabao Cup và Aeromanic chuyên gia cảnh báo ngọc quý của Man United, Garnacho đang có một mùa giải thăng hoa nhất kể từ khi chuyển tới Man United vào năm 2020. Sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, ngôi sao người Argentina ghi được 9 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo giúp đồng đội đập công. Mới đây, cầu thủ 19 tuổi cũng là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất để góp công lớn cho quỷ đỏ góp mặt tại trận chung kết FA Cup mùa này. Dù đang có phong độ rất cao xuyên suốt thời gian qua, nhưng Garnacho vẫn khiến kiện danh thủ Sonnet lo no nắng bởi tốc độ nổi tiếng của anh quá nhanh. Sonnet nói trên Sport. Garacho là một tài năng đặc biệt nhưng tôi vẫn lo lắng cho cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy thường đeo hai khuyên tai trong lúc khởi động trước trận. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ cần phải học hỏi nhiều. Dù câu từng đề cập tới quá trình trở thành một cầu thủ giỏi, trong đó lối sống bên ngoài sân cỏ có tác động rất lớn. Ngoài ra, Man United là một môi trường bóng đá có nhiều cạm bẫy giống như Bayern Munich, có rất nhiều bê bối phía sau hậu trường nơi đội bóng này. Để chứng minh cho quan điểm của mình, cựu tiền vệ từng khoác áo Niver đã lấy Marcus Rashford làm ví dụ và giải thích nguyên nhân khiến ngôi sao người Anh chưa thể bất tầm. Sonnet nói thêm các cầu thủ của Man United thường thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận hơn các đội bóng khác. Đặc biệt ở thời đại ngày nay khi một cầu thủ trẻ có quá nhiều lời khen, họ sẽ bị ảo tưởng và tôi nghĩ Dafford là trường hợp điển hình nhất. Cậu ấy mới 26 tuổi từng được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm, nhưng giờ điều này thật sự quá khó với cậu ấy. Canh bạc của Erik ten Hag suýt khiến MU phải trả giá. Khoảnh khắc tiền vệ người Brazil sút hỏng ở trận đầu tiên loạt Anfield với con vật Chelsea City có thể khiến nhiều cổ động viên của Manchester United cảm thấy lo lắng, nhưng nó cũng chỉ như dấu chấm hết cho màn trình diễn đáng thất vọng của Casemiro khi cầu thủ này buộc phải đá trái sở trường. Quỷ đỏ để không thể ra sân vì những lý do khác nhau, tình hình tại đến mức huấn luyện viên Erik ten Hag cực chẳng đã phải xếp ngôi sao mang A số 18 chơi ở vị trí này và đó xích khuyến đội chủ sân Old Trafford phải trả giá đắt. Dù không còn bỡ ngỡ khi phải đá ở trung tâm hàng phòng ngự, nhưng lần này Casemiro nung túng thấy rõ. Ngay ở phút thứ 11, tuyển thủ Brazil đã chẳng thể theo kịp pha phản công của con vợ City. Nếu Diogo Dalot không kịp thời nuôi hỗ trợ, chưa biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó. Dấu hiệu tuổi tác kèm thể trạng không còn sung mãn như chính anh cách đây vài mùa giải khiến tiền vệ sinh năm 1992 tỏ ra hụt hơi trước sức trẻ và tốc độ đến từ các cầu thủ tấn công hạng xoàng bên phía đội bóng áo xanh. Phát đầu công của đối phương ở phút 11 là một ví dụ điển hình. Trong suốt 120 phút thi đấu, thì cầu thủ của Real Madrid bị đối phương loại bỏ dễ dàng. Anh cũng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội ở trong khu vực trung lộ như Kobe Meno hay Cốt Muốn liên kết giữa các cầu thủ này gần như bằng không. Ngôi sao 32 tuổi khó lòng chiếm lợi thế trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Càng về cuối trận, khi thể lực không còn được đảm bảo, Casemiro giống như đứng trên sân cho đủ người, bởi Eric ten cũng chẳng biết đưa ai vào thay thế anh. Vị chiến lược gia người Hà Lan chỉ còn biết đứng tốt chân ngoài đường biên với sự bất lực để tận cùng. Việc xếp cậu học trò đá trung vệ chỉ có thể là biện pháp tạm thời. Nên nhớ sự khác biệt về trình độ quá lớn giữa Manchester United và con vật City có thể giúp đội chủ sân Old Trafford thoát thua. Nhưng vẫn còn đó một trận đường đầy châu gai phía trước. Vị chiến lược gia người Hà Lan chỉ còn biết hy vọng vào những Rafael Varane, Victor Ninov, Nicolò Martinez, Evans và Winnie Camara sớm bình phục. Ông cần trả Casemiro về hàng tiền vệ nhằm đảm bảo khả năng đánh chặn từ xa, điều mà cầu thủ này giỏi nhất thay vì bắt anh chơi trái sở trường. Gần như chắc chắn cầu thủ người Brazil sẽ rời sân Old Trafford vào cuối mùa giải năm nay, nhưng từ giờ đến lúc đó, Erik ten Hag nên cân nhắc thay một phương án khác thay vì mạo hiểm đưa cầu học trò đá trung vệ. Khi sự tàn nhẫn là điều thuốc cứu U khỏi ma trận thất vọng. Mùa hè năm 2024 là giai đoạn đặc biệt thách thức với Manchester United khi Sir Jim thực hiện công cuộc đại tu kẻ tổ đội bóng có lẽ chưa khi nào Manchester United lại thấy bế tắc như lúc này. Bế tắc là bởi họ có cố gắng đến đâu thì top 4 nhờ khả năng vẫn xa tầm tay khi mà Aston Villa cho thấy sự vững vàng trong việc giữ tấm vé dự C1 mùa tới. Sự bế tắc của mùa U không chỉ đến từ việc mất đi nhờ khí chiến đấu dù mùa giải vẫn còn vài vòng cuối, mà trận thảm hại của đội chủ sân Old Trafford được nhìn thấy qua sự dịu dã của các ngôi sao và những cái nắc đầu ngao ngán đầy bất lực của Erik ten Hag. Mới đây, nhà báo Grant Cook của BBC Sport đã nhận định về tình hình của Marcus Rashford, một trong những ngôi sao đang gây thất vọng nhất MU hiện tại. Ông nói, Marcus Rashford là một ngôi sao xuất sắc bậc nhất thế giới nếu cậu ấy có sự khao khát và thái độ thi đấu như Bruno Fernandes. Đáng lẽ ra, Marcus Rashford nên cống hiến cho Man United như những gì Kylian Mbappe đang nỗ lực trong màu áo PSG lúc này. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, Rashford đã mất hết nhiệt huyết từ lâu. Lời nhận xét của nhà báo thuộc BBC Sport không hề vô căn cứ, nó còn được xem là lời vạch trần thẳng thắn và mạnh mẽ đến Marcus Rashford, một trong những ngôi sao gây thất vọng nhất màu hiện tại. Thừa hưởng chiếc áo số 10 từ người đàn anh Wayne Rooney, nhưng những gì Rashford đang làm thật thất vọng xuất hiện nhiều nguồn tin nói về việc Sergin Zakanip sẽ đại cải tổ đội hình của MU ở mùa hè này và việc Marcus Rashford là một trong những cái tên phải chịu sự ảnh hưởng. Nhưng bên cạnh Rashford, MU vẫn còn một danh sách dài những cái tên cần vắn gấp vào mùa hè. Dễ dàng liệt kê những ngôi sao không xứng đáng khoác áo MU hiện tại như Sofian Amrabat, Anthony Martial, Marcus Rashford, Ahmad Diallo, Donny van der Beek, Jadon Sancho, thậm chí những gương mặt không còn được đảm bảo tương lai tại đội bóng như Christian Eriksen, Victor Lindelöf, Casemiro hay Rafael Varane, MU cũng cần thanh lý gấp một câu lạc bộ giàu tham vọng như MU thường xuyên nghĩ đến danh hiệu và những chăn trở về cuộc đua vô địch. Nhưng khi nhìn vào đội hình, quá nửa là những ngôi sao thi đấu dưới phong độ, tâm lý kém cỏi, phập phù, thậm chí bệnh binh nhiều hơn. Với tình trạng như vậy, có lẽ hơn nửa thập kỷ nữa đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa thể quay lại hình ảnh khi xưa. Bởi vậy, sự tàn nhận đông đúc mang tính triệt để mới chính là liều thuốc cứu MU khỏi mối hỗn độn như hiện tại trước mắt họ cần phải thanh lý những cái tên không còn phù hợp với câu lạc bộ mạnh dạn thay đổi đội hình mới mẻ nhưng đó phải là một tập thể gồm những chiến binh đích thực mùa hè năm 2024 có bão rông man united mới có thể thành công trong tương lai Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!